Bão số 3, giật cấp 17 áp sát Quảng Ninh, Hải Phòng. Người dân không nên ra đường. Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, thì bão số 3 vẫn duy trì cấp 14, giật trên cấp 17 và đang áp sát các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Suốt 7 tiếng đồng hồ qua, bão không hề giảm cấp. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì lúc 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh chừng 180 km về phía Đông Nam, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 220 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Có thể thấy sau khi đổ bộ và bão số 3 giật cấp 17 áp sát Quảng Ninh, Hải Phòng, người dân không nên ra đường. Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, thì bão số 3 vẫn duy trì cấp 14, giật trên cấp 17 và đang áp sát các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Suốt 7 tiếng đồng hồ qua, bão không hề giảm cấp. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì lúc 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh chừng 180 km về phía Đông Nam,